Trong video này thì mình sẽ tư vấn về con Mi 13 ở thời điểm hiện tại nha, bởi vì bây giờ là mình thấy là các bạn quan tâm về con này rất nhiều. Ok, vậy thì nó sẽ có những cái điểm gì cần lưu ý, ưu nhược và có nên mua hay không, cũng như là con này thì nó có tiếp tục giảm giá hay không. Rồi, đầu tiên Mi 13 thời điểm bây giờ ấy thì cái mức giá của nó sẽ rơi vào tầm đâu đó là 8 triệu đồng ha, cho cái phiên bản thấp nhất là 8 và 128. Đây là cái phiên bản tiêu chuẩn ha, sách tay. Còn với phiên bản chính hãng thì chúng ta chỉ có là 8256 thôi. Đó. Và tiếp theo nữa là cái bản 8256 thì cái mức giá nó cũng chỉ rơi vào tầm là nhích hơn 8, chưa đến 9. Cũng như là cái bản là 12 và 256 ấy thì nó cũng chưa đến 10 củ đâu. Và thậm chí là nó còn có bản là 512GB thì giá cũng tầm đâu đó là 10 triệu đồng ha. Đó, và tính ra thì mức giá con này thì nó đã có giảm nhẹ nếu như so với thời điểm đầu năm. Rồi, ok. Vậy thì con này nó sẽ có tiếp tục giảm giá nữa hay không, và chúng ta có nên chờ nó giảm giá nữa hay không, thì ok, mình sẽ phân tích ha. Và những lý do nên mua Mi 13 thời điểm bây giờ á, thì cái lý do đầu tiên á, thì tất nhiên là phải đến từ cái mặt sản phẩm rồi. Đây không thể phủ nhận, vẫn là một con flagship, màn hình nhỏ cực kỳ ngon nha. Các bạn lưu ý là màn hình nhỏ và phẳng. Đó, bởi vì thời điểm bây giờ mà điện thoại đa số là màn hình to với kích thước là tầm ít nhất là tầm 6.7 cho đến là 6.8 inch ha. Tức là màn hình đều là màn hình to hết, và pin thì tầm khoảng là hơn 5.000. Đó, mà rất nhiều người chúng ta thích những cái chiếc máy gọn gàng, nhỏ nhắn để mà dễ dàng cầm nắm cũng như là bỏ ở bên trong túi quần mang theo bên mình, thì thực sự là đây là một trong những cái sự lựa chọn có thể nói là tốt nhất ở trong cái phân khúc tầm trung ha. Và con Mi 13 thì có thiết kế cực kỳ là đẹp này, nó không chỉ đảm bảo được cái yếu tố đẹp mà nó còn rất là gọn gàng, cute mini, và các bạn cầm nắm con này thì rất là thoải mái. Đi kèm với đó thì con này còn được trang bị cái tiêu chuẩn chống nước là IP68 cao cấp nha. Và rất nhiều người họ cần đến cái tính năng chống nước, có thể là họ làm trong những cái điều kiện môi trường khắc nghiệt hoặc là họ chạy ở ngoài đường nhiều á, thì họ sẽ cần đến cái tính năng chống nước, và con này thì phải nói rất là ok luôn. Cũng như là với Mi 13 thì chúng ta sẽ có một cái tấm nền màn hình phẳng. Rất nhiều người là không thích màn hình cong, họ thích màn hình phẳng, và đặc biệt là viền sẽ phải mỏng, thì ok, con này nó lại đáp ứng được. Và nó một con máy khá là toàn diện ở trong cái phân khúc tầm trung, nếu như chúng ta tính đến là máy nhỏ gọn ha và màn hình phẳng. Và tiếp theo nữa là về cái phần hiệu năng, đây cũng là một cái con mà cho hiệu năng cực kỳ tốt luôn. Nó trang bị vi xử lý là Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, và kể cả không tính flagship thì con 8 Gen 2 trang bị trên một con máy tầm trung, kể cả là với cái mức giá như thế này thì nó đã rất rẻ rồi, với tầm 8 củ ha. Đó, và với chip 8 Gen 2 thì nó vẫn thứ nhất là đáp ứng được cái tiêu chí là vẫn cực kỳ mạnh, và tiếp theo nữa với con chip này thì nó sẽ không bị quá nóng, dẫn đến việc là các bạn có thể xài rất là thoải mái, và nó đáp ứng được cái tiêu chí là không chỉ nhỏ gọn mà nó phải còn mạnh mẽ. Thì đây là một con máy mà khá là lý tưởng ha, và rất là hợp lý với cái nhu cầu như trên, vẫn rất là mạnh để mà anh em xài mượt trong vòng khoảng là 3 đến 4 năm tới ha, với cấu hình này thì vẫn còn rất là dư sức. Và lý do thứ hai là đến từ sản phẩm, là về cái mặt là camera. Con này thì nó được trang bị ống kính Leica, và cái nước ảnh nó chụp ở trên dòng Mi 13 này thì được đánh giá cao nha, đẹp, rất nhiều người thích cái chất ảnh Leica ở trên con này. Tuy nhiên là cái nước ảnh Leica cũng là một cái nước ảnh mà nó cũng tương đối là nó kén, thì cũng sẽ có những người họ sẽ không thích cái nước ảnh này. Đó, thì những người này thì có thể là chọn nước ảnh trên các dòng như kiểu là OnePlus hay là Oppo đó, hoặc là Realme. Còn nếu như bạn nào mà thích cái nước ảnh Leica ở trên Xiaomi ấy, thì con này cũng cứ phải nói là rất hợp lý. Rồi, lý do số 3 đó chính là về mặt phần mềm. Nếu như dòng Mi 14 nhá, Mi 14 Pro, thứ nhất là mức giá nó đắt hơn tương đối, nếu như so với Mi 13 nó phải đắt hơn con này ít nhất là 4 triệu đồng. Đó, 3 đến 4 củ. Và điểm thứ hai nữa là dòng Mi 14 thì cái vấn đề unlock up ROM nó cũng tương đối là đắt đỏ, các bạn phải bỏ thêm tầm 2 củ nữa. Và trong khi đó thì Mi 13 các bạn có thể là up ROM quốc tế rất dễ dàng, xài ngon lành ha. Đó là cũng một lý do khiến nhiều người họ chuộng con Mi 13 ở thời điểm bây giờ. Và đó là những cái gọi là ưu điểm ở trên con Mi 13 mà khiến người ta gọi là lựa chọn này, cũng như khiến con này trở nên nó cực kỳ hot ở trong phân khúc tầm trung. Nhưng mà tất nhiên thì con này thì nó cũng sẽ có một vài những cái điểm mà anh em sẽ cần lưu ý ha. Đó là về khoản là cái thời lượng pin. Tất nhiên rồi, với một cái con máy mà kích thước gọn gàng như thế này thì chúng ta không thể đòi hỏi là máy phải có một dung lượng pin cao và một cái thời lượng pin tốt được. Thì thời lượng pin con Mi 13 thì nó ở mức độ trung bình thôi.
tuy nhiên các bạn có thể là yên tâm, bởi vì là con này thì nó vẫn được đi kèm với cái bổ sạc nhanh là 67W ha. Và với cái sạc 67W này thì nó cũng chỉ mất tầm 3 đến 40 phút để mà nạp đầy pin đủ nhu cầu, thì thực sự là nó vẫn rất là ok ha. Và thứ hai là con này thì nó sẽ không hợp lý dành cho những cái bản mà mua để mà gaming nha. Đó, bởi vì sao? Thì mua gaming các bạn sẽ phải cần một cái thời lượng pin tốt hơn, màn hình to hơn, pin trâu hơn, sạc nhanh hơn, kiểu kiểu như vậy. Đó, thì trong tầm này các bạn nên lấy dòng K thì nó sẽ rất là hợp lý. Ví dụ như là K60 Pro, K70 cho đến là K70 Pro ha. À, hoặc là K70 Ultra thì nó sẽ hợp lý hơn là dành cho những cái bản gaming. Tất nhiên so với con Mi 13, mà con này thì nó chỉ hợp lý dành cho những người mà cần những cái nhu cầu như kiểu là chụp ảnh này và xài cơ bản ngon lành đó, đi kèm với thiết kế cao cấp là ok ha. Đó, và hoặc là có chơi game nhưng mà chơi game ở mức độ tầm trung thôi, không chơi game ở cái mức độ hardcore thì mới hợp lý với những cái người như vậy nhé. Cũng như một cái điểm mà các bạn sẽ cần lưu ý trên con này là về cái phiên bản tiêu chuẩn nó chỉ có 8 và 128. Thực ra là với cái mức giá này thì nó đủ dùng, ở như nó không thoải mái. À, các bạn có thể cân nhắc mua những cái phiên bản kiểu như là 256 và 512 thì ok, có thể dùng nó thoải mái hơn. À, nhưng mà tất nhiên thì những cái bản đó thì giá thành nó sẽ cao hơn, nó sẽ ở cái phân khúc là cẩn cao cấp rồi. Còn đúng nghĩa là phân khúc tầm trung các bạn muốn trải nghiệm lắp ship thì vẫn có thể lấy cái bản là 8128 ha. Vậy thì tới đây là những cái ưu và nhược mình tư vấn về con Mi 13 thời điểm hiện tại, để trả lời câu hỏi là ok, nó có đáng mua hay không, có những cái điểm gì cần lưu ý. Và để nói mà con này thì nó có tiếp tục giảm giá xuống nữa hay không, theo mình là không nha. Bởi vì tại sao? Tại vì thực sự là con này là cái dòng kỷ niệm 10 năm ra mắt của Xiaomi và thực sự nó rất ngon và nhu cầu cao. Nếu như máy ngon, nhu cầu cao thì sẽ giữ giá hoặc tăng giá chứ, hoặc là giảm rất nhẹ chứ ít khi mà nó giảm một lúc mà nhiều nha. Đó nên là ok, bạn nào mà muốn mua con này thì mình nghĩ là ở cái thời điểm hiện tại thì cũng có thể là mua được rồi. Còn nếu như chờ nữa thì có thể nó sẽ giảm nhưng mà cũng không đáng kể đâu. À, mà chúng ta phải tốn công chờ đợi rất là lâu ha. Rồi thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu như các bạn quan tâm và muốn mua con này thì mình cũng để link phía dưới mô tả video luôn. À, anh em có thể là bấm vào nhé.